chào cả nhà nha. Ngày mới thứ sáu kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui nha, thành công trong mọi công việc hàng ngày. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu cũng can phi luôn cả nhà ơi, đi mò dẹp nha cả nhà, dù trồng mấy cái đám lá trong đầy mò đám lá trong đó cả nhà. Kèn như phi đang đi trước, giờ cũng tới chỗ nha cả nhà, vừa mò vừa trồng cho mấy đám lá ăn kìa cả nhà, thấy liên hút luôn nè, mò dẹp ở dưới phi với Kèn mò dục lên chú Sáu lấy nha cả nhà. Hôm nay cũng tiếp tục mò dẹm nữa cả nhà. Đối nghệ. Là nghệ. Chài là nghệ tới trái, này nghệ tới phải. Đó, liên khúc luôn. Liên khúc luôn cả nhà. Vì nó mò liên khúc luôn nè. Liên khúc luôn nè. Đâu đâu liên khúc luôn. Cái con nào nó bành bự bự không cả nhà. Con đó con hả Kèn? Hai con đưa qua đây ông nội. Dục đi lát cho Sáu tới Sáu lấy cho. Con của tôi phải không? Gì Kèn? Con gì á? Cua đồng hả? Cua hoàng đế luôn. Con phi nó mò nó được con cua hoàng đế luôn cả nhà. Nhưng mà ở đây cua hoàng đế, cua đồng của. Tại con cua hoàng đế nó bự dưới phi. Dạ. Cua đồng. Chà bá lửa luôn cả nhà. Chết rồi. Hai con đâu không lụm lên cho đưa cho Sáu bỏ trên bờ tội chứ. Một con cua này cả nhà, cua đồng. Hai con sao bắt đó. Bắt đó là sao bắt mấy con cua này, cua mấy con dẹm là của con Kèn. Hai con đâu con? Đó. Hai con. Một con. Đó, trên tí là đâu? Thôi. Hả? Đây. Đông con nữa Kèn. Sao thấy mới có một con à? Là mới dục con này, con thứ ba hả Kèn? Không, để đây nó chết con. Để xuống đất thì nó sống. Có đủ rồi. Kèn mò được ba con cả nhà. Kèn mò được ba con, chà bá. Kèn mới mò được ba con cho cái nhà. Ba con. Rùa vào. Mò được con, cái rùa bự dưới phi. Wow, vô bao luôn, được con dẹm nữa cái nha. Ba con luôn cái nha. Đây một con, hai con, quá tuyệt thật đó, nữa. Quá cả nhà. Đó. Kèn như phi mò dưới đây nha cả nhà. Mò xong rồi cứ dục lên. Đó, trời ơi, lấy liền khúc. Trời ơi, quá cả nhà. Liền khúc luôn cả nhà. Đó, trời ơi, dục lên minh thiên luôn cả nhà ơi. Trời ơi, đây nè. Trùng mảnh đây sao ấy. Quá trùng mảnh luôn cả nhà ơi. Quá trùng luôn. Này mò dẹm. Đó, quá. Đó, quá trùng cả nhà. Quá cả nhà, quá. Đây đó, con chúa tể vườn xanh. Trời ơi, con này chúa tể vườn xanh thiệt ạ. Trời, con này quá cỡ bự cả nhà. Trời ơi, minh thiên. Thôi. Đó. Ừ.
Kèm cái huy mò dục lên liền khúc chú Sáu lấy không kịp luôn cả nhà. Quá chừng. Hôm nay mà ba về em là trúng mánh rồi cả nhà. Trúng mánh rồi cả nhà. Sáu lội xong luôn. Đây, cao đây. Đây. Trúng đi cạn rồi đó. Ừ. Wow, cả nhà. Mò liên khúc cả nhà. Kèm cái huy mò liên khúc. Cứ lấy vừa đây xong. Sáu đường sau lấy. Đây đâu có gì đâu. Ok. Đúng luôn, điện thoại kèm ở trên trên này. Này gì là kế bên là lụm bỏ vô luôn. Nó ở theo xóm nhà quá. Đây nè, bộ dù vào. Đó, liên khúc rồi nha. Kèm như phi mò liên khúc không? Nhưng hôm nay trúng mánh rồi cả nhà. Đó, cái cây. Đó, trời ơi. Con nào nó bành bành, chà bá không có sao. Hai con rồi. Ba con, bốn con luôn cái này. Bốn con. Tiếp tục cả nhà. Kèn nãy giờ đi xa quá. Nó cầm một nắng luôn cả nhà. Chú Sáu mắt uống nước. Quá nắng là khát nước cả nhà. Đây. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Cá lóc bự. Mò mò dẹp mà đụng cá lóc cả nhà. Cá lóc bành kia luôn. Mò sống không đi. Quá cả nhà. Con bành trướng Bắc Kinh rồi. Cá bự không? Cá bự, cá bự. Con chà bá rồi, hai con cá lóc bự luôn. Quá bự rồi. Bán dẹp chà bá ngồi ra, con nào nó bự bự không. Qua con nào, hôm nay mò dẹp bên cái điểm mới nha cả nhà. Phi với Ken lấy liên khúc cả nhà. Mà liên khúc khúc lần kia, còn khúc này hơi lâu. Đây, mới nói nó làm cũng liên khúc luôn cả nhà. Kèn, kèn hai bà con. Phi con luôn. Quá cỡ cả nhà. Chuyến này trúng bánh. Chuyến này vô bánh dèm cả nhà. Con này trời ơi. Quá cỡ con này, quá cỡ cả nhà. Ui. Bánh trướng luôn cả nhà. Nó thả đi con. Hôm nay mình nhiều mà lắm luôn ha. Chứ không phải mình nuôi là ha. Nuôi lại đây để qua quá ngày sau mình bắt. Đâu. Con này mà nó kêu thả mà con nãy tí ét nó nói bắt. Thằng này nó ngược cả nhà. Rù luôn. Rù rồi, rù rồi. Rù nữa cả nhà.
cứ mỗi con chú Sáu phe cho cả nhà mình thấy hả. Bên đây có dặn lưới cá vô đó vô nhà mình đụng lưới này dạng mình mò cái mình mò lát cá vô lưới thì người ta chứ có người ta không mò cá ở đây cá sảy chạy vô lưới nè. Ồ, ba bốn con luôn Ken. Wow, hơn Phi nữa. Cái lưỡi. Ken bắt được Phi, nó thấy nó cũng làm theo luôn. Trời ơi, con thầu nó mập mập con nhà em. Wow, cỡ. Tiếp nữa, chưa bỏ vô bao nó lại đưa tiếp nữa cả nhà. Wow. Vô luôn. Ở đây có cá Phi làm hang là Phi. Có. Cá Phi làm hang lắng lấy rồi, con nó chết Phi. Mấy cây bình bát rồi. Bình bát người ta cầm trồng, người ta cầm ranh ở cả nhà. Bình bát dễ trồng lắm, vừa cầm xuống là nó lên cả nhà. Nhoi lên được. Chỉ cắm cái cây vậy thôi là lên. Giờ mới đụng con cá chạch nữa chứ. Đụng cá chạch nữa hả? Đi mất tiêu luôn rồi. Chân nhùi. Đó đó, Ken làm đó kìa. Ken cầm một nắm mà Ken mới đưa cả nhà. Đồ kèn đưa nè cả nhà. Đồ quà cờ vô vào luôn. Tới Phi, tới Phi cả nhà. Tới Phi. Phi con nó còn sống không Phi? Sống. Sống à. Có lý luôn. Vô vào luôn. Cánh đồng nước ngập mênh mông cả nhà. Lúc này dãy chài cũng không có cá cả nhà, tại nước lên ruộng dữ lắm, cho nên chú Sáu với Phi Ken đi mò dẹm cả nhà. Mình phải đổi tìm món ăn khác cả nhà. Chài cá không có, mình kiếm dẹm về luộc chấm muối tiêu. Con này nói chứ chú Sáu ở đây chứ chưa bao giờ được ăn hết Phi. Chưa ăn luôn hả? Chưa luôn, có chung chép thì có ăn thôi. Cái này sao về ngâm nước. Về ngâm về cắt ớt ra ngâm nè, phải... Ngâm xong không? Ta bỏ vô một miếng sữa. Bỏ sữa nữa hả? Bỏ vô một bịch sữa. Đổ pha vô. Cái một nó hút nước á. Ờ. Trời ơi, nghe nói bắt hàm quá. Chấm miếng tiêu chanh. Trời ơi, ngon quá. Qua wow, chưa ăn mà nghe thằng Phi nó kể cái công thức mà chế biến con này cả nhà. Nghe đã bắt ngon rồi. Chôm chép thì sao có ăn. Nhưng mà có con này nó cũng tựa tựa con chôm chép. Chưa ra trà, Ken nó cầm nãy giờ một nắm luôn cả. 6-7 con luôn cả nhà. Qua wow, cỡ luôn. Thả ra. Bắt mấy con bự bự. Con nào lấy sao? Hả? Lấy hết đi con. Tụi con mò cực khổ mà. Bây giờ mình mò được là mình cứ bắt đi. Cháu mò dẹm nãy giờ được vô đây nha cả nhà. Cũng nhiều lắm cả nhà. Đổ ra luôn đi. Đổ ra hút mệt. Mệt lắm con. Để đó luôn đi. Banh miệng hang ra coi, banh miệng bao cho banh. Thôi, xấu gút lại. Wow. Phi ơi. Ồ, nhìn dữ mày. Quá nhiều quá nha. Tôi không thấy dùi xá gì cả. Đó. Rồi. Rồi. Wow, cả nhà ơi, con nào này mập mập không có nhà, chắc được vài ký rồi nha. Đó, rồi, sau cái clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây. Chào Phi nha con. Chào cả nhà. Chúc cả nhà kéo tầng vui vẻ. Hẹn clip sau nha cả nhà. Nhìn không? Tôi chạy mấy ông ngoài.